Nam Khánh xin kính chào quý vị. Hôm nay em làm cái clip để giới thiệu đến quý vị một chiếc đài gọi là Z-Server thì đúng hơn. Nó là một em Bell Master 900. Đây nha, mã hiệu đây nha. Thì em xem nhá. Bell Master 900. Hai loa tầng giải. Có phễu nhá anh em nhá. Cái này rất là mềm nhá, gân của nó mềm như bún luôn. Đấy, có đầy đủ lưới anh em này. Đầy đủ lưới này. Vỏ gỗ rất là đẹp bên này, lưới này. Cái này nó dán bằng băng dính hai mặt nguyên zin nhá. Đây em cậy ra thì là sẽ dán vào cho anh em sau. Bên đây quay trực tiếp các cái tuyến loa để cho anh em xem. Rất là đẹp luôn, mềm nhũn, không có méo miếc gì cả. Cái này nó vẫn còn ướt nhá, cái gân này vẫn còn ướt, rất là ướt. Đấy, rất là ít sử dụng. Và cái lưới này là lưới hai lớp nhá. Nó có một lớp lưới bằng nhựa này và một cái lớp vải rất là nhỏ đây cho để chắn bụi, thì không bị bụi vào trong màng loa. Đấy. FM 108, con này em giới thiệu qua cái cấu hình của nó cho anh em xem nhé. Rộng là 75 cm. Đấy, em đã đo chính xác rồi, đây là gọi là đo ướm cho anh em nhé. 75 cm. Đây là volume to nhỏ này. Đấy, đây là cái chỉnh bát này, chỉnh chép này, đây là tắt nguồn này, đấy, đây là đĩa than này, đây là cổng băng tép này, đấy, đây là mấy cái cổng về FM các thứ này, đây đang chạy FM này, đây là dò đài này, đấy, vặn cái này nó sẽ chạy cái này, cái kim này, đấy, 90, 91, 108 các thứ này. Đấy. Tiếp theo cái đằng sau em sẽ quay cho anh em xem cái đằng sau, nó chạy đây, góc cạnh nói chung là đẹp lắm, nguyên bụi luôn nhá. Đây là cái này là cái gọi là cái theo thời gian thì nó sẽ bị mòn. Đấy, thì là rất là đẹp. Đấy, đây em bỏ cho anh em xem cho nó rõ nguyên bụi. Đấy. Đây, đây là cổng đánh ra ngoài nhá. Đây là có 3 cổng ra loa và một cổng này là cổng tín hiệu vào của tép. Đây là của đĩa than. Đấy. Đây là seri của máy. Model 900K. Đây. Bell Master 900. Made in Denmark. Đấy. Sò thì nó chạy đây anh em nhìn thấy là có 5 con sò sắt, điện là đây, điện 220V, đang ở cầu 220V, đây vẫn nguyên keo bằng dính này. Đây 220V nhá, có cả cổng 110 này, đấy, 220 này, đấy. 50Hz, công suất từ 15 đến 65W. Đấy, tổng thể em này thì rất là đẹp, có file màu vỏ gỗ theo thời gian nhưng mà các cái góc cạnh của nó vẫn còn rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, y căng đầy đủ, loa toàn giải phễu rất là đẹp. Đấy, thì em xin báo giá với anh em cái đài Z-Server này bên em đang bán là 3.800.000 đồng. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em. Đây, Nam Khánh chuyên Nam Thanh Bãi, điện thoại 0972 451 489, có ship hàng toàn quốc. Địa chỉ của bên em là ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Anh em nào ở Hà Nội thì qua xem trực tiếp, còn anh em ở tỉnh thì chuyển khoản xong là em sẽ ship qua Viettel, họ sẽ ra tận nhà cho anh em. Đấy, đầy đủ đây nhá, lưới căng anh em nhá. Đây, khi gắn lên nó như thế này, cái này thì là đang cái băng dính của nó hết, em cậy ra thì nó sẽ không dính nữa, thì em sẽ dính lại sau cho anh em. Đấy, khi dán lên nó như này rất là đẹp, dài 75 cm anh em nhé. Em xin nhắc lại là bên em đang bán chiếc này là 3.800.000 đồng. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ em Nam Khánh, số điện thoại 0972 451 489. Anh em đi qua thì nhớ đăng ký kênh để
không bỏ lỡ những cái video giới thiệu sản phẩm về những cái mặt hàng audio. Đấy, bên em thì còn rất nhiều các cái mặt hàng audio độc lạ và chất, anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Cảm ơn anh em đã xem video nhé.